Giáng Ngọc Trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SPTN Thưa quý vị trong chương trình Giáng Ngọc Show ngày hôm nay, dù là làm việc với nhau khá lâu trong tất cả mọi chương trình nhưng mà có lẽ là ít khi nào Giáng Ngọc được gặp người nghệ sĩ này bởi vì bận quá nhiều công việc và đặc biệt là đối với những chương trình vừa qua anh đi trình diễn thì nhắc tới cái chương trình ngày hôm nay cũng như là được nghe một cái tin rất là vui của người nghệ sĩ này thông báo cùng với quý vị thì chắc quý vị cũng có những cái câu hỏi để đặt ra thì hôm nay thái ngọc sẽ mượn những câu hỏi đó để đặt cho người nghệ sĩ này trong chương trình hôm nay à, đó là nghệ sĩ quang minh có mặt trong chương trình nhưng không rất là vui để được đón chào anh quang minh thưa anh à, chào à, nữ quan quảng cáo thái ngọc <cười> <cười> người đẹp không tuổi <cười> <cười> dạ Quang Minh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi uh chương trình giáng ngọc show, dạ yeah. anh quang minh cứ nói giáng ngọc cứ mỗi lần chọc là cứ chọc là giáng ngọc là người đẹp quảng cáo cũng như là nữ hoàng quảng cáo à, bởi vì à, nói như vậy thôi chứ bây giờ ông nhìn thấy anh quang minh cũng quảng cáo cũng hay lắm trong những cái chương trình cũng như những cái thương mại à, và khi mà mình nói tới nữ hoàng có tuổi không có tuổi đó thì anh quang minh cũng là một trong những người nếu mà giáng ngọc là nữ thì anh cũng là nam từ vì quý vị thấy là bao nhiêu năm rồi giáng ngọc làm việc chung với anh nhưng mà lúc nào cũng thấy anh tươi trẻ vui vẻ có lẽ bởi chính vì nụ cười làm cho anh lúc nào cũng trẻ phải không phải cố gắng thôi phải cố gắng cố gắng thôi mà. <laughs> cố gắng tươi trẻ quý vị biết tại sao quang minh đặt cho giáng ngọc là nữ hoàng quảng cáo không quý vị tại thường thường hãy một cứ sáu bây giờ sáng chở con đi học là mở cái ra vô vô xe ngồi là nghe giáng giá ngọc sáng số rồi bạn liêu với liệu mà kêu tùm lum tùm, tùm la hết nhưng mà có một điều may mắn là hồi nãy hai anh em mới vừa ngồi nói chuyện chơi lúc mà chưa quay mới thấy là công dân là tổ thương hai anh em mình dạ. Yeah. lâu lắm rồi hai anh em mình vẫn còn có sức khỏe vẫn còn dốc dáng uh, gọi là tạm được dạ. để mà phục vụ dạ <laughs> em còn nhớ những ngày đầu tiên khi mà làm việc chung với anh quang minh thì lúc đó là bắt đầu từ khi mà làm việc cho trung tâm văn sơn em thì được nói rõ đó. quá người ta đón tuổi được à ờ dạ không <laughs> à. sao em không có sợ tuổi thưa quý vị nhưng mà lúc đó thì anh quang minh cũng vừa mới từ việt nam qua thôi ừ. ờ, em đã làm trước đó rồi Đúng rồi là. sau này anh quang minh mới vào thì khi Gây mà hồi gặp anh và chị Hồng Đào thì phải nói là Giáng Ngọc cảm thấy rất là vui bởi vì cái tánh của anh Quang Minh và chị Hồng Đào có một cái điều là dù là Giáng Ngọc là một cái người tay ngang tức là không hề có bất cứ một trường lớp nào khi bước vào trong cái nghề nghiệp này nhưng mà khi diễn chung với anh chị thì các anh chị đã chỉ dạy rất là nhiều và lúc nào cũng vui vẻ với đàn em của mình thành ra đó là một cái điều mà Giáng Ngọc rất là quý anh Quang Minh và chị Hồng Đào <laughs> tại vì thật sự ra mình nói dù sao anh cũng là một người đã có học trường qua rồi chị hồng đào cũng là một người có tên tuổi qua rồi bởi vậy cho nên diễn chung với lại những người mà đàn em mà còn không có kinh nghiệm thì nhiều khi mình cũng cảm thấy lo sợ chứ không có không đâu anh? đàn em không có kinh nghiệm nhưng mà này lanh như quỷ vậy. <laughs> lanh mà còn như quỷ công nhận nhưng mà giá ngọc hay giá ngọc không có gì. cái ngọc có tài vừa hát được mà vừa diễn kịch được mà cũng đóng phim cũng được rồi mà sẵn hôm nay lâu quá mới có dịp ngồi nói chuyện với lại giá ngọc và mình cũng tiết lộ nếu mà quý vị có để ý giá ngọc lúc sau này tươi lắm mà nếu mà con người ta tươi là bảo đảm quý vị là không có cái gì giúp được người ta tươi đó là tình yêu tình yêu khi mà trình diễn một cái vở kịch mà cái tên cái vở kịch này thì khán giả đã biết đến khá nhiều đó là những mảnh tình để nói về những cuộc tình thì thưa với anh là khi mà nhắc tới những mảnh tình thì giáng học chưa có điều kiện được xem qua vở kịch này bao giờ khi mà anh diễn ở ngoài nhưng mà giáng em cũng hơi thắc mắc là cái lý do tại sao lại là những mảnh tình em không biết là cái cái nội dung cũng như cái câu chuyện để đưa đến cái chủ đề những mảnh tình nó là như thế nào anh có thể nói chuyện qua với khán giả được không ạ ok À, thì cái à, thưa quý vị thì cũng có nhiều người hỏi qua minh hồng đào ủa anh minh cái này những bánh tình mình mà bánh tình của ai vậy đó cái đó mới quan trọng em tin chắc chắc chút nữa thầy sẽ nói tới cái điều này mà chỉ sợ là anh <laughs> run anh hồi hộp không dám trả lời thôi không dám hồi hộp đâu nhưng mà nếu mà dám học hỏi thì à, quan minh cũng xin uh, nói thiệt nếu như quý vị xem cái vở này đã xem rồi hay là chuẩn bị xem <laughs> thì quý vị sẽ thấy trong cái vở kịch này nó có có một chút gì đó cái mãnh tình của quang minh trong đó đó okay. một chút gì đó mãnh tình mẹ con à. một chút gì đó mãnh tình của à, vợ chồng dạ. mà quan trọng cái 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 vợ này đó thì sau khi quý vị coi cái vở này thì quý vị sẽ thấy quý vị phản phất đâu đó ở trong trong cái vở tù đó ừ, ừ. thì 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 cái cái đó tức là ý anh nói đây là những mảnh tình nó kết hợp bởi nhiều đời sống khác nhau ừ. nhưng mà nó gần như là một cái hiện thực đối với cái đời sống đúng uh, của vậy. mình ừ. bởi vậy cho nên khi mà tất cả mọi người xem cái vở kịch này không những chỉ là một mảnh tình của anh con minh không thôi mà còn là những mảnh tình của tất cả mọi người nữa ừ, yeah. đúng, rồi, đúng mà rồi. nếu mà em coi thì em cũng nhìn thấy em trong đó luôn Rõ ràng. Rõ ràng. rõ ràng, rõ ràng mà không phải nhiều mảnh tình nữa chứ phải những mảnh à, tình nữa. OK. Nhưng dạ. mà khi mà mình nhắc tới cái vấn đề những mảnh tình thì trong đó nó là cái sự kết hợp của nhiều mối tình trong cái 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 cái, cái vở kịch đó hay như thế nào anh? Nếu mà nói ra hết thì nó mất đi cái hấp dẫn. OK. Nhưng mà nếu mà quý quý vị thấy tất cả những cái tình yêu, tình cảm, tình người, tình nam nữ, tình cha con tình mẹ con dạ. tình vợ chồng ừ. nó đều được gói gọn trong gói đó, gọn trong đó. Yeah. tức là mình nói đến những mảnh tình ở đây không phải chỉ với tình yêu trai gái đôi lứa ừ. mà nó còn liên kết cả tình yêu gia đình tình yêu cha mẹ tình yêu con cái tình yêu nhiều thứ tình yêu lắm cho cuộc đời của mình không anh à, đúng vậy và có một cái lạ cái đặc biệt của cái vở này nè quý vị có nhiều người quang minh bắt đầu chuẩn bị để diễn cái vở này nó có nhiều người họ hơi thắc mắc nó trời ơi sao mà sao ba bốn tiếng đồng hồ sao ngồi coi được chịu sao nổi anh Văn dạ, Minh nhưng mà sau khi coi rồi thú thiệt quý vị đó khán giả không muốn đứng dậy đi về nữa ừ. tại vì cái chất hấp dẫn trong đó nó, dạ. nó đã thu hút được khán giả có nghĩa là sao nói một cách cụ thể là trong cái vở này Văn Minh với Hồng Đào mời đa số là tất cả anh chị em là ca sĩ dạ. đó là những người ca sĩ này họ sẽ đóng cái vai họ đóng vai trong cái, cái một cái nhân vật trong cái vở diễn minh tình đó và trong khi diễn thì họ sẽ hát theo cái vai của họ ồ oh, dạ thí dụ giống như là... Đó là có cả ca hát ở trong đó có cả ca hát yeah. thí dụ như là uh... thí dụ như là nguyễn hồng nhung dạ yeah. nguyễn hồng nhung trong đó là cổ sẽ đóng vai một cô um, ca sĩ rồi, rồi trong lúc mà cô diễn cái tình cảm của cổ thì thay vì cổ nói cổ sẽ hát ừ để thay thế cái 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 yeah. cái đó thì yeah. có những cái nó 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 gây biệt. sự hấp dẫn hấp yeah. yeah. và nguyên một cái vở tuồng thì quý vị sẽ hỉ nộ ái ố được có hết yeah. buồn cũng có vui cũng có khóc cũng có dạ yeah. nó đại khá là gì yeah, mình nhắc tới cái vở kịch những mảnh tình này thì uh, giá ngọc còn có một cái thắc mắc nữa là không biết là cái người biên soạn cũng như ai đã người viết cái câu chuyện này thưa anh uh, cái 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 vở những mảnh tình này là cái người biên tập là cô Nguyễn Thị Minh Ngọc à, và dạ. phối hợp với Hồng Đào hai dạ. người cấu kết với nhau ừ. và một cái người đóng góp cũng không ít là nhờ có <laughs> nhờ có những cái có... nhờ cái cuộc sống đó, nó nó, nó nó hơi có nhờ cuộc sống của anh lúc trước như thế nào à, à, okay. à, hiểu không thôi à. bây giờ để quý vị để coi đi đúng quý vị sẽ Hiểu. không thôi chứ anh nói à, hơi nó bắt công anh hớ à, <laughs> nói cho vui về thôi chứ thưa quý vị à, có lẽ bởi vì giống như anh nói là cái đời sống lăn lộn trong cuộc đời nó gom lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm trong đời sống bởi vì đó là lý do mà tại sao anh rút ra rất là nhiều những cái câu chuyện xung quanh không phải chỉ riêng cá nhân anh như em đã nói là thật sự thật sự ra thì cái cuộc đời bây giờ khi mà mình đến cái tuổi này rồi mình nhìn lại đó thì mình sẽ thấy là Bản thân mình và rất là nhiều người cũng đã trải qua rất là nhiều Nhưng mà cái đời sống bây giờ nó open hơn, nó cởi mở hơn Nó không giống như ngày xưa, nếu mà mình khổ là mình phải chịu khổ Tức là mình phải bước ra khỏi cái khổ đó để mình sống cái cuộc đời của mình Cái đó là lý do mà tại sao chúng ta có những mảnh tình thưa quý vị Phải không anh Minh? Đúng 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 rồi đúng, đúng, đúng. <laughs> à, Em nghĩ là đối với riêng cá nhân anh Quang Minh thì giáo Ngọc biết là anh làm cái gì anh cũng rất là kỹ lưỡng Và cái quan trọng, cái nghệ thuật vẫn là cái quan trọng nhất anh nâng niu từng chút một và đây cũng là một đứa con tinh thần của anh bởi vì từ trước đến giờ có lẽ là diễn bao nhiêu năm trên sân khấu nhưng mà chưa bao giờ quang minh và hồng đào có những cái project nào riêng cho cá nhân mình có lẽ đây là một trong những cái cuốn dvd đầu tiên mà anh gửi tới khán giả. Dạ yeah, đúng đúng vậy quý vị à, đây là đây là một cái cái mà giống như quang minh mỗi lần anh phỏng vấn hay nói yeah. đây là một cái giấc mơ Yeah. đây là một cái tác phẩm đầu tay của quang minh hồn Đào mà đã ấp ủ được mấy chục năm nay <laughs> thì bây giờ nó nó đã được một đứa cô mà quang minh nâng niu nó đã sắp đỡ được, được được chào đời rồi yeah. được chào đời rồi thì quang minh có một cái một một cái suy nghĩ một cái tâm sự thật lộc với quý vị là sau khi quang minh tự tay làm cho mình một cái sản phẩm này quang minh mới bắt đầu thấy thấy thương các trung tâm lắm yeah. các trung tâm nhất là trung tâm lớn Yeah. tất cả những trung tâm lớn họ bỏ ra rất là nhiều tiền rất là nhiều công lao so với là quang minh hồng đã bỏ ra thì nó không có không đáng đâu yeah. mà quang minh đã cảm thấy lo sợ rồi yeah. cảm thấy quý đó rồi huống yeah. chi là những tâm trung tâm lớn yeah. thì yeah. quang minh cũng cũng xin tâm sự quý vị thiệt thực tình là cái ngày mà cái ngày mà anh đi anh tới anh chở dvd đem đem về để giao cái trung tâm mesa để chuẩn bị phát hành đó quý vị biết không tự nhiên quang minh cảm giác là muốn chạy thẳng về nhà luôn yeah. muốn đem nhà cất kỹ cất cất đứa con của mình coi như là ôm ấp nó oh, ôm ấp nó không dám ra. buông ra tại vì sao yeah. tại vì bảo đảm với quý vị là cái ngày 21 mươi tháng 6 phát hành thì bảo đảm là cái ngày đó nó nằm đâu trên youtube thời nằm đâu rồi <laughs> nó, nó đã ra một đống băng giả rồi nó đau lòng quá yeah. đó, đau lòng quá cái cứ buồn, buồn 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 hoài nhưng mà có một cái điều mà bây giờ quan minh mới thấy được là sau khi minh lo lắng anh lo lắng rồi đó tới một lúc nào đó có một đêm anh nằm anh ngủ anh ngộ liền dạ yeah. bây giờ anh quý vị biết không bây giờ quang minh nghĩ là bây giờ mà có lo thì nó cũng xảy ra rồi dạ yeah. yeah. có giả thì họ cũng làm giả tại sao mình phải lo dạ yeah. cái 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 quan trọng là thôi kệ ừ. ai mua băng thiệt thì mua dạ yeah. ai mua băng giả thì mua dạ yeah. tại vì anh nghĩ là mỗi người một hoàn cảnh dạ yeah, dạ yeah. cái đó anh nói thiệt mỗi yeah, người một hoàn yeah, cảnh yeah. hoặc là cũng có những người họ cũng, cũng muốn mua băng thiệt nhưng mà điều kiện họ không có chỗ để họ mua yeah, thì họ yeah. họ về thương mến mình họ mua bằng bằng ấy thôi dạ yeah, dạ yeah. không cái điều đó thì em cũng chấp nhận, uh, chấp nhận chuyện đó nhưng mà thưa quý vị uh, thật sự ra đối với một cuốn dvd mà nếu mà nó có những cái giá trị uh, đặc biệt của nó thì giá ngọc tin chắc là quý vị khán giả cũng không ngần ngại để mua một cuốn dvd thật Uh, mua cho mình cũng được hoặc là như anh nói là lỡ không có tiền phải mua một cái băng copy cũng được nhưng mà ít ra mình giữ cho riêng cá nhân mình chứ đừng có copy cho nhiều người xem thì tội nghiệp quá thưa quý. <laughs> thì cái đó là một cái điều mà mình muốn nêu ra trong ngày hôm nay mà thôi uh, cảm ơn anh minh rất là nhiều giáng ngọc và xin phép quý vị bởi vì uh, bây giờ thì chúng ta đã là nửa giờ rồi thành ra giáng ngọc xin phép quý vị để mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi một số ít những tin tức thương mại và khi trở lại chúng ta sẽ tiếp tục tâm tình bởi vì có rất nhiều những vấn đề liên quan tới cái dvd mà trung tâm Asia đã phát hành rộng rãi khắp nơi vào ngày 21 và mời tất cả quý vị cùng đón nghe những tâm tình đó với tâm sự của anh Quang Minh trong cuốn DVD Những mảnh tình trung tâm Asia sẽ phát hành vào ngày 21 tháng này thưa quý vị.